Có bao giờ các bạn đang trong tình huống khẩn cấp mà đồng đội cứ call, cat, backside, elbow và nhiều thứ khác khiến cho bạn không kịp định hình ra nơi đó ở đâu chưa? Vậy thì đây là video dành cho bạn. Những call out quan trọng bạn nên biết ở tất cả các map. Map 1, ascent, catwalk, cat ám chỉ một khu vực thẳng dài trông như sàn trình diễn thời trang. Garden, nó có cây. Yeah, market, có mấy cái thùng hàng và gian hàng bán đồ trông như một khu chợ nhỏ. Copy, nơi có những mảng tường quặp vào trong như thế này thường được gọi là copy. Một số copy ở nhiều map sẽ có tên gọi riêng để dễ nhận diện hơn, như ở đây thì được gọi là pizza. Generator, gen, cái này trông giống như máy phát điện á. What? Map 2, buy, shower, bathroom, cũng có nhiều người gọi nó là toilet lamp. Tại sao lại là đèn á? Look up. Teleport, TP, the port, cổng dịch chuyển. A short, mid, đường vào A. Connector, đường nối giữa mid với một khu vực nào đó. Mid 2, second mid, outside hookah, khu vực đường vào hookah. Hookah, tôi không biết tại sao nó lại được gọi như vậy. Elbow, khu vực trông giống cái khuỷu tay. Map 3, breeze, đây là một map khá rộng nên chúng ta thường dùng những từ ngữ mang ý nghĩa bao hàm hơn để call vị trí. A long, A store, cave, hãy gọi chung những nơi này là A main, hole, sảnh. Yeah. Nest, cái tổ ở khu vực mid gần CT. Bạn có thể gọi nguyên cái chỗ này là CT spawn. CT. Window, cửa sổ gần T spawn. Pillow, ám chỉ những nơi có cột hình trụ. Orange, thùng cam. Map 4, fracture, dish, một cái đĩa lớn. A big drop. Yeah, rope, vì nó có một sợi dây. Generator, gen, cái này trông giống máy phát điện á. What? Arcade, chắc là vì có hình con gấu này. Tower, ám chỉ vị trí ở trên cao. Canteen, tại sao lại là canteen á? Look up. Under, tunnel, nó nằm dưới lòng đất và nó trông như đường hầm. Map 5, haven, sewer, short, đường cống ở bên A. Heaven, tại vì nó nằm ở trên cao. Window, cửa sổ, gần khu vực mid. Grass, mid yard, khu vực trước cửa garage. Garage, cái gara. Yeah. Map 6, icebox, đây là raptor, đây là backside, đừng có nhầm lẫn nha. Nest, thêm một cái tổ nữa. Belt, nơi hay có mấy thằng chẹt cầm ốp. Tube, vì nó nhìn giống cái ống. Under tube, vì nó nằm dưới cái ống. Kitchen, nơi ai cũng muốn bò vào trước khi gặp cái này. Orange, thùng cam. Yellow, thùng vàng. Snowman, con người tuyết. Map 7, pearl, flower, vì nó có nhiều hoa. Pit, cái hốc này nè. A-link, nguyên cái khu vực này. Connector, nguyên cái khu vực này nè. B-connector, cái đường thẳng này. Mid door, cửa mid. Tower, vì nó nằm ở trên cao. U, backside, vì nó giống chữ U. A big pillow, ám chỉ nơi có cột hình trụ. Oh my god, it feels like home, man. Elbow, vì nó trông giống cái khuỷu tay. A tower, heaven, vì nó nằm ở trên cao. Ramp, chúng ta thường gọi là ram. Sewer, đường cống. Top mid, khu vực mid xa. Vent, chúng ta thường gọi là vent. B tower, haven, vì nó nằm ở trên cao. Stair, eo, có thang dơ vậy. Alley, đường ra side B nhưng thường được gọi là elbow. Có những khu vực chúng ta có thể gọi chung như là site, ám chỉ khu vực đặt spike. Backside, ám chỉ những nơi nằm ở phía trong hay là phía sau của site. CT hay T, những nơi thường hướng về nơi hồi sinh của cả hai bên, cũng như mid, main và nhiều thứ khác. Hy vọng với video này sẽ giúp các bạn tối ưu hóa và cải thiện khả năng short call cùng đồng đội để có thể phản ứng nhanh trong nhiều trường hợp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. See ya.